ជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលបងប្អូនមានសិហោសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលទៅដល់ករណីគិតកម្មនៅថ្ងៃនេះដែរអដ្មីនក៏មានដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរនៅថ្ងៃនេះគឺអដ្មីនមានករណីគិតកម្មចំនួន 2 ជាធ្វើការផុសទៅក្នុងឆាណែលយូធូបមួយនេះត្រឹមតែ2រឿងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មួយរឿងទៀតអដ្មីនផុសនៅក្នុងឆាណែលថ្មីបើអដ្មីនម្នាក់មួយផងណាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអដ្មីនផុសវីដេអូមួយនេះហើយអដ្មីននឹងផុសវីដេអូថ្មីនៅក្នុងឆាណែលយូធូបថ្មីបើអដ្មីនសិនបន្ទាប់មកទៅអដ្មីនផុសវីដេអូបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងឆាណែលនេះអញ្ចឹងវីដេអូទី2នៅក្នុងឆាណែលនេះប្រហែលជាអាចជប់បន្តិចហើយអដ្
admin ở ngày này đây. Hãy admin có xong tố rõ không khó đó ở trên tên này. Mình thay nơi khăn ông video có đôi chí càng dạy bởi admin đài mình sơ chìa lỗ. Đại bóng phố một chung lượng đưa thay admin là quá khăn chẳng á nè. Chẳng admin có xong tố phong và sân chìa admin là toàn thuộc bản ổ. Vẫn tại admin có công phong tập chìa dịp áp hiệu vọt luôn ái ở cảnh tạo ổ trên mạng đài. Chẳng à lời dân tạo lập cho mà đo video thơm mây bởi dân với nó. Đại cả lần này kết cảm nơi ngày này đấy. Admin có ban lượt do cả lần này kết cảm mùi rướng. Đại chìa cả lần này kết cảm tôi lơ Kirsty. Đại niên trở ban kê xâm lắp nơi khăn ông tật đầy bảo tế Thái ông lòng bê đại niên. Tôi tế sẽ cho nơi tì nụ. Trong này ai bố lý Thái cứ chia dìm bật bàn mình tên tha. Khi ta có xâm lắp nếu mình chỉ chôn chia Thái nụ tê đáo chia dìm tùm lạc ủng hót tôi lơ chôn bảo tế. Bạn ta trong cái đó bộ kê nơi ta mình ai bảo cách bán thật chôn lùm mớ cứ chỉ chôn chia Thái tại cuối sau này đời xa ta rồi dạp bê này cả lần này kết cảm đi bán cả láng để thua ở portfolio phép không cả cả tổ chôn sòng sái cả đôi chỉ chôn chọc cháu đôi chân này hát tụ bây giờ bộ kê bán rô khơn chôn lùm mớ cả đòi có chôn lùm mớ mình trách bán kê cả tổ đài chân chọn đừng lùm ớt này rừng ra kết cảm được bỏ nên nhà này khá nhớ mong xoay cho tụi bác này. Nơi khai ưu dụp hiệp chân nằm bí bón, Kirsty Sarah John đã mẹ dùng một phép bây chân nằm. Bạn chấp đám đầm nạp xong bệnh, đã chết đầm nạp công sản tốt nơi chung bình bí phục lục. Đời niên chạy trên bí tèo bỏ niên nơi ai trí đồ mến nơi chết bệ khót nơi bà tế vẹn. Bần tòa bí tập tại bàn bình chấp ca sức sát bí sông chia lại Liverpool, chỉ mùi nâng sinh nhạc ba sức sát bí sao ân lế nâng bỏ quam sắp xài. Kirsty, bạn riêng trong cùng rộng đầm nạp xong bệnh chia sức có rồi dạp bê bí chân nằm. Tất cả thủy bà xí, có đôi chí Australia nâng Nova Zealand, rồi bằng chóp nơi ai phía kháng thủ bồn, nơi xa hạ rọt Amrit. Kirsty niên có đôi chí nẹ đầm ná phía tràn xanh tiết đáy, để niên bám chí dìm sân xóm sân chai prát khăn ông ca thuở đầm ná công sang rõ bỏ niên. Đôi bê đã thuở đầm ná nơi tam lớn niên bán xoay rô cần lại sẵn nơi để thao bùng hốt, đầm bây ai hề rành và thuở bỏ niên cực rõn xâm rạp ca chồng ngái từ lơ ca đa công sán bán cam tạch ngái tam đầy niên ai thuở đầm bán. Bây khai khăn ông ca thuở đầm ná rõ bỏ niên, Kirsty bán thuở đầm ná chồng ngái buôn rõi xám xa bán mái, hiện kháng chơi nơi tì cổng bán có tất cả mà chạy mặt đồ đá lý đó là bấy nơi ai trường mày. Đôi đà tới lên tam prey chi đầm prey nâng tu sân cô sầm pon phnom chiều mai chi ti krong thom chừng kê nơi phía kháng chế nơi prate thay để trở ban kê squat đòi xa tại prasat potasasna nâng rục biểu pru nơi sầm rạ lùng hai cài đại bên nhị giống sầm rạ nhiều tê sĩ chó một bị krop từ ti nơi bị phục lộ hình ảnh đại ti nú Kirsty niêng ban châu tê sân nơi áp tê sầm nạ a rí đại tê sầm nạ ní cư miên đầm lái trâm tay mùi euro nơi khăn ông mùi dục tay vần nọ cứ thật nơi phớ mồn mòn. Phần tài Kirsty mình bán đơn tê tha. Tê xâm nạ này cứ chếp tê xâm nạ mũi đài miên kê chung mọc rõ. Hai mình bán chếp tê xâm nạ lỡ xâm rạp khám mình xây mình đài mọc xâm nạ nơi mình đài anh tê. Đào ơi, khăn ông chân nàm một phần phần bồn rồi ca sập phần bồn. Mùi chân nàm môn phê đề niệm bà mọc đó tê ní. Tê xâm nạ rực bán bất ở dạng bê phần mùi thái. Bần tòa bì nạ đà lê mình đài tiệt. Bán xlap đời xa tê ca
lệp thân heroin chẳng vết được nông bọn tốc mùi. Tại xâm nạc ả rí cư dịp tèm mùi đã tệ tiên nhạc vô đồng nát đại khóa thạc bị cá. Hồi đời xa tài niên nơi khu mấy nơi chọt lùng ngúng. Hồi trời ca ca chùm này tiếp bằng phốt tàn tại ai thuê tự bán. Thứ tí nên có bàn xâm ra chất thác. Nên nâng khai chỉ cần lái xâm rạp niếng khả nạc bê đời nít được nông tì cổng nịt. Nơi lưu nghĩa thằng ngày tìm bàm buôn khai xì hai chân nam bì bóng. Christy bàn cho bọn tục bỏ nếu nơi ai chọn tọa đấy nếp tè xâm nạc. Nhưng hỏi nát miên mà nụ phạm bây nạp dành tiết nơi khổng tè xâm nạc nơi dụng nụ phong đài. Rùm tè mà chạp tè xâm nạc đã chịu bỏ rõ chuyên chết ông lễ miên ở dụng xam sập bây chân nam mà nét đầy mê chung một thác, Andrew Gill. Nơi dụng nụ đáy, Soren Chan Pranet đã chịu nạc cực rộng tè xâm nạc chuyên chết thấy. Còn miên bạc giả là mà xá nơi ai chọn lỡ nơi tè xâm nạc ở đây nụ phong đài. Nẹp xanh tiết đại sản nữ ở đây dụng nốt cư miền đôi chìa Stuart dưới chôn chết Australia miền dụng một phần bằng bây chân nắm đại cho chất vệ kinh nền là tạm phần. Hồi cơ mốc rồi bàn chạp luôn bằng tòa bì rộng hình heroin nâng cảnh sát nâng nông bằng tốt rồi bỏ quạt phòng đài. Bà rồi mà nẹ tiết mình xung thật lên đại chế ảnh đất trả cảm CIA đại bàn tư bà tế thái đồng bây chữ bà rộng buộc bá cơ về đại quạt bàn rộng cực nông cực thân nạc trả trộn. Mình đã tiết cư Nathan Foley đã mẹ dụng một phần bằng bí chân nằm đã cùng phong tài thuốc đồng nào bị Australia từ lên bảo tế ổng lễ nâng chụp dạy nhất nâng nông tích rộng khán chỉ lực đồng bồn. Chúng lại em mình đã tiết mình chung một thần Stephen Drick đã mẹ dụng một phần bằng bí chân nằm chỉ nẹ chỉ có chân chết ổng lễ đã mình phục trong cá đã bàn thuốc đồng nào tạm lỡ ở dạng bí buôn chân nằm môn phê đề quát bàn mực đọt Erini. Sở rộng mốc mình chôn bảo tế chăm luôn bằng mối nẹ nâng bỏ rõ chuyên trị thay phí nét nâng khổ nông ạ kia chứa mùi nâng khớ sti. Stephen, Stuart nâng Glenn cư chỉ nét nạ nớ rồi dạ về dù chứng kê nâng khổ nông tè xâm nạ nịt. Hãy bàn xin nạ nơi tì nút ô rồi dạ về phần màn khách còn lo mục hàm. Nâng dục đồng bộ rồi bỏ khớ sti đài xin nạ nơi tè xâm nạ nút. Nếu bàn nhằm ạ hạ phê lưng nghe chứa mùi nâng nạ thánh bỏ rõ chuyên trị Australia đài công phong tè thuốc đồng nạ tờ prate ông lễ đảm bày tờ sử dụng tục sạch nhiệt. Bần tỏ phí nít Christy bàn thuốc đồng nào tay mình ánh tới các bản tục bỏ niềng. Nơi bật vừa lầm thường ngày tích đọc khai xe hát, Stephen bàn lưu xâm lên Christy sẽ chênh vì bản tục bỏ niềng thác. Tục ở niềng nơi mình ánh, tục ở niềng nơi mình ánh chênh vì niềng tới, chênh vì niềng tới. Được chứ này, quạt của bàn chôn đồng nâng đo nẹ cực rộng tè xâm nát để mình một thang xù rín. Vì phiếp chả là cho nì. Tiếng xù rín nâng Stephen bàn cho tự cảm nằm bây bình ẩn mờ. Còn tại bàn xâm rạch chất tha mình bác thuyết rộng bỏ Christy nụ tề. Bọn tòa bị bộ kê kết thác và hai chi niên công phong tầm mê châm lúc vẹn bọn tầm ngữ này hạ rộng bỏ niềng. Nếu bê đại phí nhớ tế cho xây tiếp nhạc lạc nửa bậc bằng tốt, không biết là nạ bàn lưu bị Christy nụ tề. Nếu mình bàn bằng hành khá luôn nửa bê ả hạ bị bậc, nếu mình bàn riêng chóm tầm bê bình ảnh mớ cả chạy chành. Tại nẹ bằng ra mình nhé bàn châu thật nông bằng tốt rộng bỏ niếng, hai cậu bàn rộng khuyên tất tiếp và cô ở rừng thốt mùi. Cứ Christy đây phải gặp mốc đòi ạc rạt đòi phần ấy. Hai miền rôm cỏ nát nơi co niêng dạng tầng. Niêng trắc bàn kê chọc rung lốp hai chỗ bạch có rồi hốt đòi sạp. Nơi bây đài bố kê tất đòi cần lại gạt hết. Miền mà nó chỉ ra nét bàn châu tới khẳng khăn ông bằng tốt. Rôm tèo bốc lực tù rụt tù thay phòng đài. Đầm nắng bàn chọc đàm sập sái bên xã cung thè. Chôn bò rực tê mà nét sạp bê cầm bông kê nơi khăn ông bằng tốt mũi nơi khăn ông tè xâm nạ ari. Mình dù bình mãn, xa mà chắc xa hạ cúng nâng nẹ cả xa đầy chọn đâm chọn khới bàn lan cả đọc tè xong nạn nụ. Hồi cơ trợ bàn kê ăn nhát ở chỗ tự khăn hộp bằng tục. Nẹ cả xa bàn chạp đàm đà trung bình bằng tốt đồng bây tụ bàn mông lọ bóng phớt xong rạp cả thọ ruột. Đài tùng bơi tương ổn ní cứ ai bóng phái phó tăng nơi cần lành cả hát ổ cực càng. Nước ngay bằng tốt, rụt thọ chỉ tràn sinh lực này riêng cả rộng bọc khớ tí bàn bằng hai nâng khăn hộp bóng nếu bây đại ca sơ bằng kết lưu khít cam mà rút bỏ khớ sti bàn chạp bắt đám bỏ rồi miền lũng ớt ông bị ca sạp rồi bỏ nếng càng đàm miền phép sạp bệnh sạp bớt nâng cụ ấy xong xài. Liêm phim nốt cồng nẹ sơ bằng kết bàn rộng khơi thà khả nạ bê đề nẹ bỏng rá bàn rì ca đồn bông thà bàn rộng khơi xạ sạp rồi bỏ khớ sti nằm mong rồi hai buồn rồi xịt ngay nốt nếng bàn xa rập hiếp thà nếng bàn của họ nếng bàn là dễ thà nếng trở bàn kê bằng khóm ao đào xịt đầy lành cá mình bật. Bố lý chưa thà, cư chỉ nạc cực rộng sân thà kia đầy miên chung mùi thà xù rín, đại bàn rộng khuyên xạ sọc môn kề. Chứ bà nạ thà nạ rùi nơi khổ nông tè xâm nạc mùi chùm nuôn, bàn đơn chưa xâm ngạt. Ông bị khá sạp rộng bọc khớ sti chỉ tràn máu, môn bê đài bố lý trở bàn kê chung nồng nâng. Ta ở với đài mình chứ bà nốt cư thà, hai ở với bàn chỉ miên kà bùn dưới bếc nông kà rì kà ông bị kết cám rộng bọc niềng.
ការពន្យាពេលនេះអាចប្រហែលមកពីពួកគេមានការភ័យស្លន់ស្លោដែលមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ឬវាអាចជាផ្នែកមួយនៃការគប់ខិតគ្នាដើម្បីព្យាយាមបិទបាំងការស្លាប់របស់ខឺស្ទីនិងដានីផតាសាកសពរបស់ខឺស្ទីត្រូវបានគេយកទៅពិនិត្យប៉ូលីសអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណទៅកាមនៅលើខ្លួនរបស់នាងបានផងដែរក៏ត្រឹមថ្ងៃទី16ខែសីហាប៉ូលីសថៃមានជនសង្ស័យចំនួន8នាក់នៅក្នុងបញ្ជីរបស់ពួកគេសម្រាប់ឃាតករសម្រាប់ខឺស្ទី ប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តDNAមិនបានភ្ជាប់នៅណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទៅនឹងឃាតកម្មនោះទេ។ប៉ូលីសបានអះអាងថាឃាតករត្រូវតែជាជនបរទេស។ព្រោះពួកគេអះអាងទៀតថាគ្មានជនជាតិថៃណាអាចប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់នេះបានឡើយ។មិនយូរប៉ុន្មានប៉ូលីសបានបង្វែរការប្រអប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេទៅលើអេនឌ្រូគៀលដែលជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ត្រឹមតែពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ឃឺស្ទី អេនឌ្រូដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃអរយៈពេលដល់2ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួន។នៅទីបំផុតប៉ូលីសអាចតាមចាប់គាត់បាននៅឯបាននៅឈៀងមៃ។ឌីអេនអេរបស់គាត់ត្រូវបានគេយកមកពិនិត្យប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តមិនត្រូវគ្នាទៅនឹងឌីអេនអេដែលបានរកឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុនោះទេ។អេនឌ្រូបានព្យាយាមពន្យល់ពីមូលហេតុដែលគាត់ត្រូវបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីឃាតកម្មនេះដោយបញ្ជាក់ថា វាគឺដោយសារតែគាត់មិនចង់ឲ្យប៉ូលីសរកឃើញថាទន្តិការរបស់គាត់គឺហួសកាលបរិច្ឆេទ2ឆ្នាំមិនមែនមកពីឃាតកម្មនេះនោះទេ។ក្រោយមកអេនឌ្រូត្រូវបានគេពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 2,000 បាតសម្រាប់ទន្តិការពុតកំណត់ហើយប្រឈមមុខទៅនឹងការនិរទេស។ទោះបីជាបែបនេះក្តីប៉ូលីសនៅតែចង់បន្តការចោទប្រកាន់ទៅលើអេនឌ្រូ។អេនឌ្រូដែលបានទិញផ្ទះសំណាក់អារីបន្ទាប់ពីលក់ផ្ទះរបស់គាត់នៅឯអេនដូរ៉ា បានក្លាយជាមនុស្សពេញនិយមនៅក្នុងតំបន់ឈៀងម៉ៃ។ដូច្នេះហើយគាត់មានមិត្តភក្តិជាជនជាតិអង់គ្លេសដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះជាច្រើន។ក្រោយពេលចាប់ខ្លួនមិត្តភក្តិគាត់បាននាំគ្នាយកអាហារនិងទឹកមកកាន់ប៉ូលីសដើម្បីឲ្យគាត់ទីផង។ពីខែក្រោយមកប៉ូលីសក៏បានដោះលែងអេនឌ្រូបន្ទាប់ពីសាកសួរជាច្រើនបានឃើញគាត់ផឹកស្រានៅបារក្នុងស្រុកនៅយប់នៃការសម្លាប់របស់ឃឺស្ទី។ហើយ DNA ដែលបានរកឃើញនៅលើឃឺស្ទីមិនមែនជារបស់គាត់នោះទេ។ដូច្នេះมันមានករណីប្រឆាំងនឹងគាត់ហើយជនសង្ស័យបន្ទាប់គឺជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរជនជាតិភូមាដែលមានឈ្មោះថាអាប្រាហាំណារុងមានអាយុ 34 ឆ្នាំ។អាប្រាហាំបានអមដំណើរឃឺស្ទីក្នុងក្រុមអ្នកជិះកង់ 9 នាក់នៅលើភ្នំរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៅភាគនិរតីនៃឈៀងម៉ៃហើយស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សចុងក្រោយដែលឃើញនាងនៅរស់។ អាប្រាហាំបានអះអាងពី3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ឃឺស្ទីថាគាត់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ហើយយកទៅឃុំនៅផ្ទះឯកជនមួយ។នៅទីនោះអាប្រាហាំត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេវាយដំម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយប្រាប់ឲ្យគាត់សារភាព។ប៉ូលីសក៏ទាមទារឲ្យគាត់ផ្ដល់គំរូមេជីវិតប៉ុន្តែគាត់បានបដិសេធមិនធ្វើ។ក្រោយមកអាប្រាហាំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគាត់ត្រូវបានគេរំលោភផ្លូវភេទដោយអ្នកសួរចម្លើយរបស់គាត់ ក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យគាត់ផ្ដល់គំរូមេជីវិតឈ្មោល។គាត់ត្រូវបានគេសន្មត់ថានៅពេលដែលប៉ូលីសស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធខ្លាំងដើម្បីបិទករណីនេះពួកគេបានពិចារណាចង់ទម្លាក់កំហុសឲ្យគាត់ដោយការយក DNA លើសាកសពរបស់ឃឺស្ទីមកធ្វើតេស្តជាមួយនឹងទឹកកាមរបស់គាត់ដើម្បីភ្ជាប់គាត់ទៅនឹងការចាប់រំលោភនាងនិងឃាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់។អ្នកសួរចម្លើយទៅលើអាប្រាហាំបានបោះបង់ចោលភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីមគ្គុទ្ទេសក៍ចូលភូមិផ្សេងទៀតបានធ្វើការតវ៉ានៅតាមផ្លូវនៃទីក្រុងឈៀងម៉ៃ។ការតវ៉ាទាំងនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៃភ្នាក់ងារបរទេសដែលបានចាប់ផ្ដើមមកដល់ដើម្បីរាយការណ៍អំពីការស្លាប់របស់ឃឺស្ទី។ប៉ូលីសថៃគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីដោះលែងអាប្រាហាំនោះទេ។ក្រោយមកប៉ូលីសក៏បានចេញលិខិតសុំទោសពេញលេងចំពោះគាត់ផងដែរ។ ចាប់ពីពេលនោះមកការស្វែងរកឃាតករសម្លាប់ឃឺស្ទីកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់ទៅ។សាកសពរបស់ឃឺស្ទីត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់នាងវិញហើយពិធីបុណ្យសពរបស់នាងបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី 25 ខែសីហាឆ្នាំ 2000។ជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ឃឺស្ទីបានបន្ថែមសម្ពាធទាំងប៉ូលីសអង់គ្លេសនិងថៃដើម្បីស្វែងរកឃាតករសម្លាប់នាង។ ពូលីវែលក៏បានផ្ដល់ជំនួយដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតថៃលើករណីនេះ។ប៉ុន្តែជាអកុសលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគ្មានការចាប់ខ្លួនណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងឡើយ។ក្នុងឆ្នាំ2005ម្ដាយរបស់ឃឺស្ទីនិងបងប្រុសរបស់នាងហ្គារ៉េតបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃដើម្បីមើលកន្លែងចុងក្រោយដែលឃឺស្ទីធ្លាប់នៅរស់។នៅឆ្នាំ2006
ហើយសម្រាប់ករណីឃាតកម្មនៅថ្ងៃនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាបន្តពីវីដេអូនេះហើយនៅមានវីដេអូថ្មីនៅក្នុងឆានែលថ្មីបងមានទៀតកុំភ្លេចជួយចុចចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាអរគុណបងប្អូនអស់គ្នាបាយបាយ